Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, Giám Ích Thái cập nhật ngày 6 tháng 7 2024, giá hôm nay đi ngang tại Tiền Giang mít nhất 31.000, mít nhì 19.000, mít 36.000 và mít chợ là 3.000 đồng. Tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Long An mít nhất 30, mít nhì 18, mít 3 là 5.000 và mít chợ là 3.000 đồng. Ở khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh mít nhất 29.000, mít nhì 17.000, mít 3 4.000 và mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận mít nhất 7.000, mít nhì 3.000, mít chợ 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương mít nhất 8.000, mít nhì 4.000, mít chợ 2.000. Ở Tây Nguyên mít nhất 6.000, mít nhì 3.000 và mít chợ 2.000. Giá mít là giá kênh cập nhật thương lái mua tại vườn nha bà con. Tùy lái, tùy đoạn đường vận chuyển mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.